Bất chấp cái nắng hè oi ả, chị Byun Mi Kyung vẫn không quản đường xa để đến thăm khu ngoại ô của thành phố Seongnam, nơi mà bạn bè chị Mách có một pháp sư cao tay sinh sống. Mục đích của chuyến thăm không phải là cầu cho gia đình sức khỏe, tiền bạc, mà cầu tài vận cho cô con gái 19 tuổi của chị, mong cho cô gái năm nay thi đỗ đại học. Trong bộ trang phục truyền thống của người Hàn Quốc, vị pháp sư có giọng nói nhẹ nhàng, đón lấy tờ giấy ghi tên và ngày sinh của cô con gái. Ông khẳng định một câu chắc nịch, cô gái sẽ vào được trường đại học mơ ước của mình. Cháu nhà tôi muốn thi đại học Trung An để sau này trở thành y tá. Tôi rất lo lắng nhưng không biết thổ lộ chuyện này cùng ai. May mà có pháp sư ở đây, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trung An là một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Sở dĩ áp lực thi cử tại nước này lại cao đến vậy là vì thanh niên Hàn Quốc thường có xu hướng lựa chọn các trường đại học top đầu với hy vọng kiếm được công việc có mức lương cao sau khi tốt nghiệp ra trường. Khốn nỗi, mức lương cao dường nào thì còn chưa biết, song có một điều chắc chắn là hiện tại bố mẹ các em sẽ phải trả một khoản tiền không nhỏ khi đi xem bói. Lệ phí tư vấn cho mỗi lần xem dao động từ 50.000 đến 100.000 won, tương đương gần 2 triệu đồng. So với các nước khác, các bậc phụ huynh Hàn Quốc thường tập trung đến chuyện học hành của con cái nhiều hơn, trong khi môi trường giáo dục lại cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Đó là lý do nhiều cha mẹ tìm đến các thầy bói để có được một sự đảm bảo về mặt tâm lý. Không chỉ có phụ huynh học sinh, bói toán cũng đã trở thành một trào lưu đối với giới sinh viên tại xứ sở Kim Chi, kể cả nhiều nam sinh, khi ngày càng có nhiều người lo ngại về tương lai của mình giữa cuộc cạnh tranh việc làm ngày càng khốc liệt. Theo một số liệu thống kê không chính thức, khoảng 12% sinh viên Hàn Quốc được hỏi, thú nhận họ tìm đến thầy bói một cách thường xuyên. Khi được hỏi liệu bói toán có giúp họ giải quyết được các vấn đề, 49% nói rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, trong khi gần 20% cho biết bói toán không hỗ trợ được gì mà còn làm cho họ cảm thấy tồi tệ hơn.